Hello anh em. Chả là vừa ốc lẫy thì mình có bán được cái chân máy ảnh Benro K25N cho một anh ở Nghệ An. Thì bây giờ mình mang cái chân này ra này, lại bày vào cái chỗ cái chân vừa bán. Tiện thể mình sẽ làm cái video này để so sánh cái chân máy ảnh Benro KH25N và cái chân máy ảnh Benro KH26N. Hai chân máy ảnh này là cùng một hãng. Đây là cái chân máy ảnh Benro KH26N này. Về đầu tiên về cái cách đóng gói, nếu các bạn theo dõi thì có thể để ý thấy là cái chân KH25N thì trước mình đã làm một cái video trên tay rồi. Do vậy nếu các bạn muốn xem cái cách đóng gói và quy trình đóng gói thì các bạn có thể xem lại. Tại vì cái chân KH26N và KH25N này thì đều nó cũng quy trình đóng gói và cái bao bì hộp của nó cũng tương tự giống nhau. Bây giờ mình sẽ nói cụ thể chi tiết cho các bạn biết là cái đặc điểm khác nhau và giống nhau giữa hai cái chân máy ảnh KH25N và KH26N. Đầu tiên là chúng ta sẽ để ý về cái phần dưới cùng của chân máy, đó là những cái phần mà tiếp xúc với cái mặt đất. Các bạn để ý nhé, chân KH25N nó sử dụng là ba cái chân đinh như thế này. Và khi mà chúng ta muốn sử dụng chân đinh thì chúng ta vặn cái đệm cao su ở đây thì nó sẽ lộ ba cái chân đinh này ra để cắm vào cái nền đất yếu. Trong trường hợp các bạn sử dụng ở nên trên nền đất gạch hoặc là nền đất bê tông thì chúng ta sẽ vặn cái núm cao su này vượt quá cái gai đinh để cho nó đè đệm cao su này phía dưới, chạy tránh trơn trượt khi mà các bạn sử dụng ở nền đất cứng. Như cái núm cao su của KH25N rất là cứng các bạn nhá. Do vậy mà cái độ trượt trơn trượt của nó là sẽ vẫn có. Trong khi đấy thì cái chân KH26N các bạn nhìn này, nó sử dụng nó giống như kiểu là một cái đệm cao su rất là to. Các bạn nhìn như này, nó giống như kiểu là mấy cái đế giày dép của trẻ em không ạ. Đấy, nó to cỡ này này. Do vậy khả năng chống trơn trượt của nó tốt hơn. Nhìn như thế này thì các bạn có thể để ý thấy là cái chân KH26N to hơn một chút so với chân máy Benro KH25N. Cụ thể nó sẽ dài hơn. Và thông số kỹ thuật thì Benro KH25N nó cao là 1,550m. Chân Benro KH26N thì cao tới là 1,83m. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn muốn mở chân thì các bạn đều phải tháo ba cái chốt nhựa ở đây ra để các bạn sãi chân ra này. Đấy. Khi chúng ta sãi chân ra như này và chúng ta muốn kéo dài chân, chúng ta sẽ tháo lỏng hai cái chốt ở đây ra. Đấy thì chân nó sẽ kéo dần ra. Đấy, mình kéo một chân thì nó đã cao hơn cả đầu mình rồi. Tại vì mình cao là 1,65m. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo hết cỡ ra cho các bạn xem cái chiều cao của nó. Chân này thực sự là cao. Và đúng là nó là dành cho những người nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp. Vì vậy mà chân rất là cao và chắc chắn. Đấy, khi chúng ta xoãi ra nó như thế này. Và nó cao hơn người mình cơ. Cái đầu video hết thì mình thấy là nó giống y hệt như cái đầu Benro KH25N. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể thay cái đầu KH25N bằng cái đầu KH26N này được. Tuy nhiên nó vẫn có cái ký hiệu khác nhau. Mình cũng chưa rõ, chưa tìm hiểu xem là nó có khác nhau cái gì. Thế như nhìn sơ qua thì nó cũng xem giống nhau. Ok, bây giờ mình sẽ tụt cái chân này ngắn lại để cho mô tả chi tiết hơn về cái đầu cho các bạn xem nhé. Đấy, tầm này thì nó sẽ vừa mắt với các bạn hơn này. À, đây là hai cái, đây là KH26N này, đây là KH25N này. Về cái mâm thì mình thấy là cả hai đều sử dụng mâm 60 các bạn nhé. Video hết này giống nhau, gần như là giống nhau tuyệt đối các bạn nhé. Không khác nhau nhiều, chỉ khác nhau đúng cái logo KH26N và KH25N. Đấy, cái đầu bốn hết này thì mình cũng đã giới thiệu trong cái đợt là mình giới thiệu cái Benro KH25N. Thì các bạn có thể xem lại cái cách thức sử dụng của cái đầu bôn này. Về tổng thể mà nói thì cái chân KH26N sẽ cao hơn này. Nó sẽ cải tiến hơn so với KH25N ở cái chiều cao tốt hơn này. Chân máy to hơn, cũng như là cái đệm ở phía dưới nó tiếp xúc với mặt đất nó chắc chắn hơn so với KH25N. Do vậy thì nếu mà các bạn nào mà đang có nhu cầu mua để quay phim chuyên dụng hoặc quay dịch vụ thì mình nghĩ là hai cái chân máy ảnh này đều đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Còn về giá cả thì KH26N đương nhiên là sẽ đắt hơn vì chiều cao nó cao hơn và cái chân nó cao cấp hơn một chút. Ngoài ra thì bên mình còn bán hai cái mẫu của Trung Quốc nữa, đó là cái chân Wangfeng 717. Đây là một cái chân máy mà mình cũng vừa mới về. Mặc dù nó đã bán rất lâu rồi nhưng bây giờ mình mới về để làm video.
Thì sắp tới mình sẽ làm một cái video so sánh cái chân máy ảnh này cũng như trên tay cái chân máy ảnh này cho các bạn xem. Mình thấy cái chân máy ảnh này nó sẽ nằm ở giữa hai cái chân máy Bendo KH26N và KH25N, và chất lượng của nó thì cũng nằm ở trong cái phân khúc đấy. Ngoài ra nếu mà các bạn chán những cái chân mà nó kiểu ba gióng như thế này ấy, thì các bạn có thể tham khảo những cái chân mà bên mình đang cung cấp. Đây là cái chân Q689. Cái chân này thực ra là cái đầu nó không phải cái loại này, nhưng bên mình đã cung cấp cho các bạn cái đầu như thế này. Đấy. Thì cái đầu này, cái chân này để cho những người nào mà chán cái kiểu là chân ba gióng, thì những cái chân này nó là một gióng trông nó thanh thoát cái chân hơn các bạn nhé. Và cái chiều cao của cái chân này cũng khủng, nó phải rơi vào tầm khoảng 1m8, 1m9. Và các bạn cũng nên lưu ý là khi chúng ta quay phim ý, cũng chả ai bao giờ nó quay ngang đầu cả, tại vì nó sẽ quay ngang ngực. Ngang ngực thì chỉ tầm chân tầm khoảng độ 1m6, 1m7 là ngon rồi. Đấy, các bạn thấy nó chiều cao cao kìa. Ok, hôm nay cái video này chủ yếu là để so sánh cái chân KH26N và KH25N thôi. Còn đâu những cái chân này thì cái video gần nhất mình sẽ làm chi tiết. Và mình sẽ mong muốn là tất cả những cái video mình làm đây sẽ giới thiệu toàn bộ tất cả các chân máy cho các bạn. Để các bạn có nhu cầu sử dụng thì các bạn có thể xem qua. Video này thì mình xin kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn có nhu cầu xem giá của cái sản phẩm KH26N hoặc KH25N hoặc là tất cả các mã chân máy ảnh này ấy, thì các bạn có thể truy cập vào cái trang web là dmax98.com để xem mức giá bán, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo cái số điện thoại mình ghi trên video. Thì mình sẽ tư vấn cho các bạn một cái chân máy làm sao cho nó phù hợp với mục đích và nhu cầu công việc của mình. Ok, một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.